Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ngày 12 tháng Giêng nhắc lại đề xuất với Quốc hội cần phải có luật đăng ký tài sản để tăng hiệu quả chống tham nhũng, truyền thông nhà nước loan tin. Viện trưởng Lê Minh Trí nói những người trong hệ thống chính trị khi tham nhũng không bao giờ tự mình đứng tên sở hữu tài sản mà nhờ người khác đứng tên, và rằng ở Việt Nam có những người 20-30 tuổi đứng tên trên những tài sản cả trăm, ngàn tỷ. Viện trưởng khẳng định nếu có luật, khi ai đăng ký tài sản mà không chứng minh được nguồn gốc tài sản sẽ bị hỏi ngay, và như vậy sẽ có cơ sở pháp lý xử lý và sẽ không còn chỗ ẩn nấp cho nhóm tài sản tham nhũng. Đề xuất này từng được ông nêu lên một vài lần trước đây. Báo cáo của viện cho biết tổng số tài sản thu hồi được trong các vụ án tham nhũng gần 80.000 tỷ đồng. Năm rồi, Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố chỉ số cảm nhận tham nhũng, trong đó Việt Nam đứng thứ 96 trong số 180 quốc gia và vùng lãnh thổ.